Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay ngày mùng 10 tháng 10 có những thông tin đáng chú ý sau. Sẵn sàng cho lễ hội hoa tam sắc mạch lần thứ 9. Thành lập bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Bình Thuận. Giữ gìn chữ viết của đồng bào dân tộc Dao cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Với chủ đề Cao nguyên đá nở hoa năm 2023, lễ hội hoa tam sắc mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 9 dự kiến sẽ được khai mạc vào cuối tháng 10. Lễ hội Tam Sắc Mạch tỉnh Hà Giang lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 và đã trở thành sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của Hà Giang giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm nay, lễ hội được tổ chức gắn với lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ ba. Đến thời điểm hiện tại, để phục vụ lễ hội, huyện Đồng Văn đã gieo trồng 250 ha cây tam sắc mạch, trong đó có 51 ha trọng điểm, tập trung tại một số xã như Vân Trải, Phố Cáo, sủng Là, Sa Phin, Lũng Cú, Thị trấn Đồng Văn. Nhằm tạo ra sự khác biệt với các mùa lễ hội trước, huyện đã xây dựng các điểm cho du khách ngắm hoa, trình diễn giao lưu văn nghệ dân gian và các trò chơi truyền thống. Trong khuôn khổ lễ hội, tại các làng văn hóa du lịch còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho du khách trải nghiệm. Thời gian này, đồng bào sơ đăng ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum lại rủ nhau vào rừng hái ngũ vị tử, đây là một trong những loại dược liệu được thiên nhiên ban tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số dưới chân núi Ngọc Linh. Loại dược liệu này đang giúp bà con có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Ngũ vị tử là thứ quả đặc biệt mà rừng xanh ban tặng cho người dân vùng núi Ngọc Linh. Đây là một trong những loại dược liệu riêng có của vùng rừng núi Ngọc Linh ở Tumorong. Loại dược liệu này đã và đang được đồng bào dân tộc thiểu số sơ đăng gìn giữ, bảo vệ và tận dụng khai thác để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ở Tumbrong, hầu hết các xã đều có ngũ vị tử, được phân bổ đều ở 9 trên 9 thôn, với diện tích khoảng 10 ha. Mỗi năm ước tính người dân thu được từ 10 đến 20 tấn. Giá của quả ngũ vị tử tươi thường ổn định từ 10 đến 15.000 đồng trên kg, nếu gặp những cây lớn có thể thu về cả tạ, người dân có thể thu về từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng mỗi ngày. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định cho phép thành lập bảo tàng cổ vật ngoài công lập với tên gọi Bảo tàng cổ vật mũi né cho nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Ngọc Ân. Chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận và chính quyền địa phương, nội dung hoạt động của Bảo tàng cổ vật mũi né gồm bảo quản, trưng bày và giới thiệu các bộ sưu tập, hiện vật, hình ảnh liên quan đến di sản văn hóa. Bảo tàng cổ vật mũi né là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Bình Thuận được thành lập. Nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Ngọc Ân là nhà sưu tập cổ vật độc lập duy nhất tại Bình Thuận, đang trưng bày hàng ngàn bảo vật có giá trị về văn hóa. Ông Ân cũng từng hiến tặng nhiều bảo vật cho các bảo tàng các tỉnh thành phố trên cả nước nhằm phát huy hiệu quả trưng bày và giá trị của các bảo vật. Chi cục thủy sản Hà Tĩnh vừa có kết luận về nguyên nhân 50 tấn cá trên sông Ngàn bị chết và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thạch Sơn các hộ nuôi trồng tạm ngừng các hoạt động thả nuôi cá vào thời điểm hiện tại và theo dõi thường xuyên nếu phát hiện các biểu hiện bất thường trên sông, vùng nuôi trồng thủy sản phải báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Trước đó, ngày 6 tháng 10, tại vùng nuôi cá lồng bè trên sông Nghèn, đoạn dưới Ba Gia đỏ điểm của người dân thôn sông Tiến, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, xảy ra tình trạng cá chém chết với số lượng 50 tấn. Nhận được thông tin, Tri Cục Thủy sản đã cử cán bộ xuống lấy 3 mẫu nước tại vùng nuôi, gửi Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 kiểm tra. Kết quả phân tích mẫu nước vừa được công bố cho thấy, cơ bản các chỉ tiêu trong 3 mẫu nước được phân tích đều có giá trị trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản. Tuy nhiên, có 4 thông số có giá trị không phù hợp cho nuôi cá là pH, độ mặn, độ kiềm và sát tổng số. Cụ thể, tại 3 điểm lấy mẫu quan trắc, độ mặn có giá trị thấp độ kiềm có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép 60 đến 80 là 1,11 lần. Theo quy chuẩn Việt Nam 02-19-2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hàm lượng sắt tổng số có giá trị cao hơn giới hạn cho phép dưới 0,5 từ 1,6 đến 2 lần. Theo quy chuẩn Việt Nam 082003 Bộ Tài nguyên Môi trường. Theo khuyến cáo từ Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc, việc độ mặn độ kiềm thấp và hàm lượng sắt tổng số cao là các điều kiện không phù hợp cho cá sinh trưởng phát triển. Hàm lượng sắt cao có thể gây cản trở quá trình hô hấp của cá và gây độc, đặc biệt là giai đoạn cá đang nhỏ, giá trị pH ở mức thấp có thể làm gia tăng độc tính của kim loại nặng. Thưa quý vị, nhằm triển khai hiệu quả thực hiện dự án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan hát then đàn tính tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2023. Liên hoan được tổ chức với quy mô cấp tỉnh gồm 5 huyện đang lưu giữ thực hành hát then đàn tính như huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang với nội dung ca ngợi Đảng, Bắc Hồ, quê hương đất nước, con người Bắc Giang, gương người tốt việc tốt, phản ánh cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng địa phương. Thời gian dự kiến tổ chức liên hoan sẽ vào trung tuần tháng 11 năm 2023 tại nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang. Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới là chủ đề của đợt trưng bày được Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới khai mạc sáng ngày 10 tháng 10 tại Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới. Với gần 200 hình ảnh hiện vật tiêu biểu, đợt trưng bày tập trung vào 3 chủ đề chính: Thiên nhiên và con người huyện A Lưới, di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Hoạt động này góp phần giới thiệu quảng bá những giá trị di sản văn hóa về đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán, hoạt động sản xuất canh tác, lễ hội, kiến trúc, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngoài ra còn có nhiều tư liệu ảnh cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của huyện A Lưới. Trưng bày kéo dài hết ngày 11 tháng 10. Dịp này, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin A Lưới tổ chức bàn giao các trang thiết bị văn hóa cho các xã trên địa bàn huyện, bao gồm tủ sách cộng đồng, thiết bị âm thanh, phục vụ các hoạt động truyền dạy bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện. Là một trong số ít dân tộc có chữ viết và còn được sử dụng khá thường xuyên cho đến nay, chữ viết nôm giao đang được cộng đồng dân tộc giao ở các địa phương trong tỉnh Hòa Bình tham gia bảo tồn và phát huy giá trị. Đã ở tuổi ngoài 80, nhưng cụ bàn văn thân ở xã Về Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, vẫn xong ruồi khắp các bản làng người giao để truyền dạy chữ. Cụ bảo chữ nôm giao chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, kết nối tâm linh, trong đó chứa đựng những giá trị văn hóa đạo đức. Nguyên là cán bộ xã, chăn trở khi chữ của dân tộc Giao ngày càng ít người biết và có nguy cơ mai một. Hơn 10 năm qua, cụ đều đặn duy trì mở lớp truyền dạy chữ dân tộc Giao bằng tâm huyết của người thầy cao tuổi. Hàng trăm cán bộ và người dân trong xã đã biết đọc, viết cơ bản và nhận biết được mặt chữ. Tại Hòa Bình, đồng bào dân tộc Giao sống thành cộng đồng ở các huyện Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong và thành phố Hòa Bình. Đồng bào dân tộc Sao có nền văn hóa lịch sử lâu đời và có trí thức dân gian phong phú. Về chữ viết, đồng bào sử dụng chữ Hán được Giao hóa gọi là chữ Nôm Sao. Những năm gần đây, để bảo vệ và phát huy bền vững di sản chữ viết của dân tộc Giao, bên cạnh mở lớp ngay tại cơ sở do chính người thầy trong cộng đồng truyền dạy, cấp ủy chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện, động viên khích lệ những người nắm giữ và truyền dạy di sản, đề nghị công nhận nghệ, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân cho những người có nhiều cống hiến cho việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Giao thông qua đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng, công tác giữ gìn phát huy di sản chữ nôm giao trong cộng đồng ngày càng được coi trọng. Câu chuyện và hình ảnh giữ gìn chữ viết của đồng bào dân tộc sao ở Hòa Bình đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh youtube, website và trang fanpage của báo dân tộc và phát triển. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.